Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 003. Bài này nằm trong khóa tổng ôn lý thuyết hữu cơ, phần xác định công thức cấu tạo đúng khi biết công thức phân tử. Ở phần này chủ yếu nổi cộm lên hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là xác định công thức cấu tạo của este, là este đa chức. Vấn đề thứ hai là este, đó là este của phenol. Và vấn đề thứ ba nữa, nếu như có thì mức độ khó hơn, đó là liên quan đến hợp chất chứa liter. Thế thì bài toán này là bài toán mà đòi hỏi các em tư duy tương đối nhiều. Vì thế các em cố gắng để chúng ta làm quen, sau đó chúng ta làm nhanh và làm chính xác. Thế thì vào bài này thì phương pháp đơn giản nhất ở đây là thử đáp án. Vấn đề là khi thử đáp án thì các em phải nắm được phương trình khi phản ứng với lại NaOH sản phẩm tạo ra những cái gì. Đó. Thứ nhất, thầy nhận được pi bằng 2. Pi bằng 2 người ta cho các em este dạng este rồi. Vì thế không phải băn khoăn nữa, nó chính là este hai chức no luôn. Bốn đáp án A, B, C, D thì đáp án thầy chọn là C. Lý do vì sao chọn C rất đơn giản thôi. C của thầy cộng NaOH nó xảy ra phản ứng thủy phân tạo ra muối HCONa và ethylene glycol. Ethylene glycol ở đây có khả năng hòa tan COH lần tạo dịch màu xanh lam, như vậy thỏa mãn yêu cầu của bài toán, đáp án C. Thế còn đáp án A, B và D loại vì sao? Với đáp án A thì sản phẩm nó tạo ra là rượu C3OH không hòa tan được COOH hai lần. Tương tự với đáp án B tạo ra C2H5OH không hòa tan được. Với đáp án D của thầy thì tạo ra các sản phẩm là hai muối, một anhydride và nước, không có chất nào có thể hòa tan được COOH hai lần tạo màu xanh lam cả. Như vậy đáp án C là chính xác.